có mặt ở đây để cùng chúng mình định hướng một số nội dung ôn tập giữa kỳ cho môn ngữ văn lớp 9 các em nhé. Chúng ta biết rằng là đến tháng 10, cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 thì các bạn sẽ tham gia một kỳ thi, đó là kỳ thi giữa kỳ. Đó, vậy thì làm như thế nào và ôn như thế nào cho hiệu quả những nội dung kiến thức cho lần thi giữa kỳ này đây? Thì ngày hôm nay các bạn hãy vào đây xem phần phát trực tiếp của chị sẽ định hướng cho các bạn những nội dung ôn tập cụ thể nhé. Đối với nội dung ôn thi giữa kỳ của chúng mình, chị xin chào Ngọc Hân, xin chào em. Chúng ta sẽ có chia ra thành 3 bộ sách, đúng không ạ? Chia ra thành 3 bộ sách. Và đối với buổi tối ngày hôm nay, chị sẽ định hướng cho các bạn với nội dung của bộ sách Cánh Diều, đúng không ạ? Nhớ, chúng ta sẽ định hướng nội dung của bộ Cánh Diều. Bộ Cánh Diều. Nào, các bạn vẫn chưa biết là mình sẽ phải ôn những phần nào, đúng không? Đó, thế thì chúng ta học, như chị đã nói rồi, các bạn học thì các bạn sẽ học 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nhưng khi đi thi tất cả các cái cuộc thi giữa kỳ, cuối kỳ rồi thi vào 10, các bạn chỉ thi 2 kỹ năng thôi. Đó chính là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết. Thế thì đối với phần đọc hiểu nhá, đối với phần kiến thức liên quan đến thể loại, đối với phần kiến thức liên quan đến thể loại thì các bạn sẽ chú ý cho chị vào một số những vùng kiến thức sau này. Một, về kiến thức thể loại. Kiến thức thể loại. Các bạn có nhìn rõ không? Các bạn có nhìn rõ cái phần chị định hướng không ạ? Đó, chị để gần hơn cho các em để các em nhìn rồi. Đấy nhá, chị để gần hơn cho các bạn nhìn rồi. Thế thì các bạn thấy rằng là ở trong bài 1, các bạn được học là về thơ và thơ song thất lục bát. Thế thì các bạn sẽ tập trung cho chị về những kiến thức liên quan đến thơ. Những kiến thức liên quan đến thơ. Và các bạn thấy đấy, ở lớp 8 thì các bạn đã được học về thơ Đường Luật rồi, đúng không? Và lên lớp 9 các bạn lại học một văn bản thơ gì ạ? Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt nữa. Đó, thì các bạn sẽ phải nắm chắc cho chị và nghiên cứu kỹ cho chị về những kiến thức cơ bản liên quan đến thơ. À, vậy thì nó bao gồm cái gì? Bao gồm khái niệm. Bao gồm khái niệm này. Gì nữa? À, kết cấu của một bài thơ. Kết cấu của một bài thơ. Sao nữa ạ? Sao nữa nào? Ngôn ngữ thơ, đúng không? Ngôn ngữ thơ. Đấy. Rồi, hình ảnh trong thơ. Nào, còn bạn nào biết ở đâu chúng ta sẽ tìm đến những cái vấn đề gì không? Người ta sẽ hỏi các bạn về gì ạ? À, những cái vần, cách gieo vần như thế nào, rồi cách ngắt nhịp ra sao, đúng không? Vai trò của vần và nhịp trong thơ như thế nào nữa. Rồi những yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ. Yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ. Rồi, bố cục của một bài thơ, đúng không? Mạch cảm xúc của bài thơ ấy. Những cái khái niệm này các bạn đã được học rồi. Và bây giờ sẽ mang cái tính chất là chúng ta nhắc lại phần kiến thức ngữ văn, đúng không? Sau đó thì là cảm hứng chủ đạo. Cảm hứng chủ đạo. Nào, vậy thì các bạn còn nhớ những khái niệm này là như thế nào không? Các bạn còn nhớ những vùng kiến thức này không? Hay là quên hết rồi? Bởi vì những kiến thức này các bạn đã được học ở năm lớp 8 rồi. Nhưng lên lớp 9 các bạn thấy đấy, chúng mình vẫn học. Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy nhá. À, thế thì phải ôn sao ạ? Ngày hôm nay chị lên chị định hướng những phần này cho các em đây, đúng không? Thế thì các bạn phải nhắc lại kiến thức nhớ này, về khái niệm liên quan đến thơ. Khái niệm liên quan đến thơ thì các bạn thấy là thơ là thuộc thể loại những tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ, đúng không? Thơ có một cái hình thức cấu tạo rất là đặc biệt. Đấy nhá, có một cái hình thức cấu tạo rất là đặc biệt, đấy là thơ. Vậy thì kết cấu của một bài thơ là như thế nào? Kết cấu của một bài thơ là toàn bộ cái tổ chức chặt chẽ và sinh động các cái yếu tố về nội dung, hình thức của bài thơ, tạo ra được cái tính toàn vẹn và thể hiện một cách tốt nhất cái chủ đề, cái tư tưởng của tác phẩm. Kết cấu của một bài thơ thì được biểu hiện ở mọi phương diện như là gì?
tác giả lựa chọn thể thơ nào, sự sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định ra sao, rồi chúng ta có sự triển khai cái mạch cảm xúc ấy, tác giả triển khai như thế nào, và ở trong đó có những cái yếu tố phối hợp giữa vần, nhịp, hình ảnh thơ, biện pháp tu từ, vân vân và vân vân. Đấy là về kết cấu thơ. Vậy thì chúng ta sẽ để ý đến gì ạ? Ngôn ngữ thơ. Thế thì ngôn ngữ thơ nó có một cái đặc điểm là sao? Rất là hàm xúc, đúng không? Nó viết rất ngắn thôi, thơ rất ngắn gọn, nhưng mà cái ý nó muốn nói đến, nó muốn nhắc đến thì là rất là nhiều, đúng không? Nặng, mang nặng những cái sức chứa đựng. Ngôn ngữ thơ nó có một cái đặc điểm, đó chính là hàm xúc. Nhớ, hàm xúc, ngắn gọn, giàu hình ảnh, gợi nhiều hơn là tả. Các bạn sẽ có thể thấy ở trong truyện hay ở trong tiểu thuyết, ở trong kịch, nói rất nhiều, đúng không ạ? Đó, ngôn từ thì được sử dụng không hề có cái giới hạn liên quan đến dung lượng. Thế nhưng mà ở trong thơ, ý ít nhưng mà ngôn ngữ thì ít nhưng mà nó lại tập trung vào gợi tả. Đấy, cái tình cảm, cái cảm xúc. Và cái thế giới nội tâm của nhà thơ không chỉ được thể hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ, mà nó còn được thể hiện qua âm thanh, qua nhịp điệu của từ ngữ. Những cái yếu tố ấy nó góp phần làm sao? Làm tăng thêm cái hàm nghĩa cho bài thơ. Và những cái đặc điểm đó khiến cho làm sao ạ? Bài thơ nó luôn luôn dễ dàng tác động đến người đọc chúng ta, để giúp cho chúng ta dễ nhớ, đúng không? Đọc thơ các bạn sẽ thấy là thơ rất là dễ nhớ, bởi vì nó có những cái yếu tố như là vần, như là nhịp, như là âm thanh. Đấy, giúp cho chúng ta khắc sâu hơn được trong cái tâm trí của mình. Nhá. Rồi, đấy là gì ạ? Đấy là về ngôn ngữ thơ. Vậy thì cái hình ảnh trong thơ là gì? Đó, các bạn đã được học rồi, các bạn học rất nhiều rồi. Thế nhưng mà các bạn vẫn không gọi tên được nó ra, đúng không? Có văn 10 không chị? Có văn 10 em nhá. Rồi, sẽ có văn 10. Được chưa nào? Hình ảnh trong thơ thì sao? Chúng ta thấy hình ảnh trong thơ là những chi tiết, những cảnh tượng từ thực tế đời sống, được tái hiện bằng ngôn ngữ thơ ca, góp phần diễn tả cái gì? Cái cảm xúc, cái suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người. Chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là ở trong một cái bài thơ của Hoàng Trung Thông đấy, có những cái câu nói là gì? Cha mượn cho con buồm trắng nhé, để con đi. Vậy thì cái hình ảnh buồm trắng nó thể hiện một cái niềm khao khát được đi đến những bờ bến mới của nhân vật con trong bài thơ Những Cánh Buồm của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Được chưa? Rồi, xíu nữa chị sẽ nói về thơ Song Thất Lục Bát, yên tâm nhá. Chị đang khái quát lại về thơ cho các bạn để các bạn nắm được. Được chưa nào? Rồi, đấy là hình ảnh thơ. Về vần, về nhịp thì sao? Vần trong thơ Việt Nam thì gồm vần gì? Vần chân và vần lưng, các bạn biết rồi. Vần chân hay gọi là gì? Là cước vận. Là cái vần được xeo vào cuối dòng thơ, các bạn nhớ nhá. Bởi vì khi mà các bạn học thơ Song Thất Lục Bát hay là thơ Lục Bát thì các bạn vẫn chưa hiểu được là thế nào là vần chân, thế nào là vần lưng, thế nào xeo vần như thế nào. Thì hãy nhớ này, vần chân hay được gọi là cước vận, đó là cái vần được xeo vào cuối dòng thơ, nghĩa là các tiếng ở cuối dòng vần với nhau, đấy là vần chân. Vần chân là hình thức xeo vần phổ biến nhất trong thơ, hãy nhớ là điều đó, được chưa? Thế thì còn một cái cách xeo vần nữa, đó chính là vần lưng. Đối với vần lưng, người ta gọi là gì? Là yêu vận. Là cái vần được xeo ở giữa dòng thơ, nghĩa là cái tiếng cuối của dòng trên vần với một tiếng nằm giữa ở dòng dưới, hoặc là các tiếng trong cùng một dòng thơ hiệp vần với nhau. Nhá, vậy thì hãy nhớ này, cái vai trò của vần trong thơ là gì? Nó giúp liên kết các dòng và các câu thơ với nhau, đánh dấu được cái nhịp thơ, tạo được cái nhạc điệu, cái sự hài hòa, cái sức âm vang cho thơ. Đấy, đồng thời nó làm cho cái dòng thơ, cái câu thơ ấy dễ nhớ và dễ thuộc hơn. Đấy là vần. Thế thì cái vai trò của nhịp trong thơ là gì? Nhịp thơ thì được biểu hiện ở chỗ ngắt dòng, chia dòng. Đấy, hay là ngắt giữa các cái từ ngữ ở trong cùng một dòng, cùng một câu với nhau thành từng vế. Hoặc là cái cách xuống dòng, ngắt dòng đều đặn ở mỗi dòng thơ. Đấy, thì nhịp thơ nó sẽ có cái tác dụng là gì? Tạo ra một cái tiết tấu
làm nên được cái nhạc điệu của bài thơ, đấy là vần và nhịp nhá. Ngoài ra ở trong thơ các bạn biết rồi, nó sẽ có yếu tố miêu tả tự sự, nó sẽ có một cái mạch cảm xúc, đúng không? Mạch cảm xúc của bài thơ là gì? Hãy nhớ này, rất nhiều bạn không xác định được mạch cảm xúc của bài thơ. Thế thì mạch cảm xúc của bài thơ các em hiểu đơn giản thôi, nó có nghĩa là cái sự tiếp nối, là cái sự vận động của cảm xúc trong thơ. Ví dụ trong bài thơ Việt Nam quê hương ta ấy, của Nguyễn Đình Thi, thì các bạn thấy là từ cái cảm xúc tự hào về cái vẻ đẹp trù phú thanh bình của quê hương mà dẫn đến, mà đi đến được một cái cảm xúc, đó là cảm xúc tự hào, cảm xúc yêu thương tha thiết đối với con người Việt Nam. Đấy là mạch cảm xúc. Thế thì khác một chút xíu với mạch cảm xúc, đó là cảm hứng chủ đạo. Ồ, vậy thì bây giờ rất hay nhầm lẫn với hai khái niệm này, đúng không? Cảm hứng chủ đạo nó là một cái trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn với gì ạ? À, gắn với cái tư tưởng. Đấy, đánh giá nhất định được thể hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cái cảm xúc của người đọc. Ví dụ, trong bài thơ Mẹ của ai? Của Đỗ Trung Lai. Các bạn thấy là một cái cảm hứng ở trong bài thơ này nó hiện lên, đó chính là cảm hứng xót thương, day dứt, xen lẫn là bất lực, nuối tiếc khi mà nhận ra cái dấu ấn thời gian và những cái nỗi vất vả của cuộc đời đã in hằn lên bóng dáng của mẹ. Và tác giả đã thể hiện cái cảm xúc đó trong từng câu, từng chữ. Thì đấy chính là cái cảm hứng chủ đạo. Còn mạch cảm xúc đó là cái sự tiếp nối về mặt cảm xúc, cái sự vận động của cảm xúc trong xuyên suốt toàn bộ bài thơ nhá. Còn cái cảm hứng chủ đạo, hãy nhớ nó là một cái trạng thái tình cảm mãnh liệt. Đấy, nó thể hiện, nó gắn với cái tư tưởng và những cái đánh giá, nó thể hiện trong cái tác phẩm ấy để làm sao? À, tác động đến người đọc. Đấy là về thơ. Vậy thì các bạn đã được học những thể thơ nhá, những thể thơ mà các bạn sẽ phải quan tâm khi mà các bạn ôn thi giữa kỳ văn 9. Thể thơ đầu tiên mà chị muốn nhắc đến đó là thể thơ đường luật. Thơ đường luật. Đấy, các bạn học thơ đầu tiên là thơ đường luật, đúng không ạ? Vậy thì thơ đường luật các bạn sẽ được học đó là thất ngôn bát cú và tứ tuyệt. Thất ngôn tứ tuyệt, đúng không? Đấy, thất ngôn bát cú đường luật và thất ngôn tứ tuyệt đường luật. Thế thì hai cái thể thơ này nó rất quen thuộc với các em rồi, và các em đã xác định được rồi, đúng không? Đấy, thì chị sẽ không nói lại nhiều về cái dạng thơ này nữa nhá. Thế thì ở lớp 9 lại có một cái dạng trọng tâm, đó chính là thơ song thất lục bát. Thơ song thất lục bát. Nào, bạn nào còn đang mơ hồ về thể thơ song thất lục bát ạ? Bạn nào còn đang mơ hồ về thể thơ này? Có thể comment xuống cho chị biết không? Các em có đang mơ hồ về cái thể thơ này không? Ồ, đâu nhở? Đâu nhở? Ồ, thế à, vẫn đang mơ hồ đúng không? Chúng ta vẫn chưa biết là với thể thơ này thì cái điều mà khiến cho các bạn khó nhất ở trong thể thơ này đó là gì? Đó là gì? Cách gieo vần như thế nào? Đúng không? Cách ngắt nhịp ra sao? Vẫn chưa nắm được. Bởi vì nó hơi rối một chút xíu khi mà các bạn học cái gì? Khi mà các bạn học tri thức ngữ văn. Đó, khi mà các bạn học tri thức ngữ văn thì các bạn sẽ thấy là à, sao thơ song thất lục bát có cái phần nhịp và phần vần nó lại khó phân biệt như vậy, khó để mình xác định như thế. Thế thì ngày hôm nay chị hướng dẫn các bạn này. Đúng rồi, tốt. Thế thì bây giờ chị sẽ nói nhá. Hãy nhớ này, song thất lục bát, cái điều đầu tiên các bạn phải nhớ đó là gì ạ? Đó là nguồn gốc. Cái thể thơ này có nguồn gốc từ dân tộc, là thể thơ dân tộc, đúng không ạ? Đó là thể thơ có nguồn gốc dân tộc, là một cái thể thơ đan xen từng cặp câu 7 tiếng, đúng không ạ? Đan xen, đan xen cặp câu 7 tiếng và gì ạ? Cặp câu 6 và 8, cặp câu lục bát. Đối với cặp câu 7 tiếng thì người ta gọi là gì đấy? Song thất, đúng không ạ? Song là 2, thất là 7. 2 câu 7 tiếng và cặp câu 6 tiếng, cộng 8 tiếng, đây là câu lục bát. Đấy, có nghĩa là đây này, cứ ví dụ như là đây, 7 này, mô hình của nó là 7 này, 7 này, 6 này, 8 này,
đúng không ạ? Đây là mô hình của thơ song thất lục bát. Hai câu, câu này là 7 tiếng, câu này 7 tiếng, câu này 6 tiếng, câu này 8 tiếng. Được chưa nào? Đó, thế thì hãy nhớ nhá. Ở trong sách giáo khoa các bạn có minh họa rất nhiều bài thơ. Ví dụ, có câu thơ là gì? Tiếng nhạc ngựa lần trên tiếng trống, giáp mặt rồi phút bỗng chia tay, Hà Lương chia rẽ đường này, bên đường trông bóng cờ bay mùi mùi. À, thế thì đây, sang đây chị sẽ phân tích cho các bạn nhá, để cho các bạn không còn cảm thấy khó về vần và về nhịp nữa. Hãy nhớ, một bài thơ song thất lục bát có thể chia khổ hoặc không. Có thể chia khổ hoặc không. Số câu ở mỗi khổ cũng không nhất định. Có một số trường hợp nó là song thất lục bát biến thể, thì có khi bài thơ mở đầu bằng cặp câu lục bát chứ không phải là cặp câu song thất. Có khi một số cặp câu lục bát liền nhau sau đó mới đến cặp song thất. Đấy, và cũng có khi số chữ ở các câu nó không theo quy định. Thì đấy là về những cái tổng quát liên quan đến thơ song thất lục bát. À, vậy thì bây giờ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét về vần trong thơ song thất lục bát. Vần trong thơ song thất lục bát. Nào, về vần trong thơ song thất lục bát thì các bạn sẽ để ý với chị này. Đầu tiên là về vị trí. Về vị trí, chúng ta nhìn thấy như chị đã giới thiệu, ở trong thơ các bạn sẽ phải để ý đến hai kiểu vần. Đó là vần gì? Vần lưng và vần chân. Các em nhớ nhá, vần lưng và vần chân. Đầu tiên là về vần gì ạ? À, về vần lưng. Người ta sẽ gọi vần lưng là gì? Là yêu vận. Đúng không ạ? Vần lưng sẽ là yêu vận. Được gieo ở. Nào, nghe này. Gieo ở đâu? Tiếng thứ sáu. Hoặc tiếng thứ bốn. Của câu 8 tiếng. Đấy là cái thứ nhất. Đấy là cái thứ nhất. Tiếp, nó sẽ được gieo ở đâu ạ? Tiếng thứ năm. Hoặc tiếng thứ ba. Của câu 7 tiếng. Thế thì bây giờ nhá, để xác định được đâu là vần lưng, đấy, thì các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ phải trích ra một câu thơ. Ví dụ, người ta đang nhắc đến cái gì ạ? Đấy, câu 8 tiếng, đúng không? À, đây, chị ví dụ này. Tiếng nhạc ngựa lần trên tiếng trống. Tiếng nhạc ngựa lần trên tiếng trống. Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay. Phút bỗng chia tay. Hà Lương chia rẽ đường này. Bên đường trông bóng. Bên đường trông bóng. Cờ bay ngùi ngùi. Nào, thế thì nhìn nhá. Như chị đã nói, vần lưng chúng ta sẽ gieo ở tiếng thứ 6 hoặc tiếng thứ 4 của câu 8 tiếng. Đúng không ạ? Câu 8 tiếng đâu? Đây. Đúng không ạ? Đấy, vần lưng sẽ gieo ở đấy. Rồi, hoặc là tiếng thứ 5 hoặc là tiếng thứ 3 của câu 7 tiếng. Câu 7 tiếng đây. Đấy, thì vần lưng chúng ta sẽ thấy là tiếng thứ 1, 2, 3. Có thể là tiếng thứ 3 hoặc có thể là tiếng thứ 5. Đấy, được chưa nào? Rồi, tiếp.
tiếng thứ 6 hoặc tiếng thứ 4 của câu tám tiếng thứ 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, hoặc là tiếng thứ mấy ạ? Hoặc là tiếng thứ mấy, hoặc là tiếng thứ 4. Đấy, của câu 8 tiếng. Thì đấy, các bạn cứ lần theo. Các bạn cứ lần theo như thế để áp vào trong các cái bài thơ. Được không ạ? Áp vào trong các bài thơ sóng thân lục bát để chúng mình tìm ra cái vần lưng được gieo ở đâu. Nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có vần chân. Vần chân. Vần chân thì nó sẽ được gieo ở đâu ạ? Vần chân sẽ được gieo ở đâu? À, được gieo ở tiếng cuối của tất cả các câu thơ. Gieo ở tiếng cuối của tất cả các câu thơ. Nhá. Đó, được gieo ở tiếng cuối của tất cả các câu thơ. Thế thì về hiệp vần, về hiệp vần, về hiệp vần này, về hiệp vần, hãy nhớ quy tắc hiệp vần của thơ song thất lục bát. Đó là gì? Tiếng thứ 5 hoặc tiếng thứ 3 của câu 7 tiếng hiệp vần với tiếng thứ 7 của câu 7 tiếng ngay trước nó. Đây, ví dụ tiếng thứ 5 hoặc tiếng thứ 3: gặp nhau rồi phút bỗng chia tay. Đấy, thì đây tiếng thứ 5 nó sẽ hiệp với từ nào ạ? Với tiếng thứ 7 của câu 7. Đây, bỗng, vần ông với vần ông, bỗng với trống. Được chưa nào? Các bạn thấy không? Nhá, nhớ quy tắc hiệp vần này. Tiếng thứ 5 hoặc là tiếng thứ 3 của câu 7 tiếng hiệp vần với tiếng thứ 7 của câu 7 tiếng ngay trước nó. Có nghĩa là cái từ bỗng này nó đang hiệp vần với cái từ trống này này. Các bạn thấy chưa ạ? Nhá, tiếp này. Tiếng thứ 6 hoặc tiếng thứ 4 của câu 8 tiếng. Đấy, tiếng thứ 6 hoặc là tiếng thứ 4 của câu 8 tiếng hiệp vần với tiếng thứ 6 của câu 6 tiếng ngay trước nó. Thế thì đây, nhìn này. Từ bay hiệp với từ gì đây? Hiệp với từ này, đúng không? Từ bỗng hiệp với từ trống. Từ bay hiệp với từ này. Các bạn đã nắm được cái quy tắc hiệp vần ý chưa? Đó. Nhá. Hiểu không ạ? Cứ nhớ là như thế. Rồi, tiếng thứ 5 hoặc là tiếng thứ 3 của câu 7 tiếng hiệp vần với tiếng thứ 8 của câu 8 tiếng ngay trước nó. Rồi, tiếng thứ 6 của câu 6 tiếng hiệp vần với tiếng thứ 7 của câu 7 tiếng ngay trước đó. Đây, tiếng thứ 6. Nhìn này, từ này lại hiệp vần với từ gì? Hiệp vần với từ tay. Đúng chưa? Đấy, thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đấy là quy tắc hiệp vần trong thơ song thất lục bát. Các bạn phải nắm được quy tắc hiệp vần thì các bạn mới biết là vần ấy nó bắt đầu làm sao ạ? Nó hiệp vần với nhau ở đâu? Nhá, nó hiệp vần với nhau ở đâu? Và các bạn có muốn nhận được, các bạn có muốn nhận được cái tài liệu hướng dẫn ôn thi giữa kỳ này không ạ? Nào, các bạn có muốn nhận được cái tài liệu hướng dẫn cụ thể về cách hiệp vần trong thơ song thất lục bát, cũng như là một số những vùng kiến thức trọng tâm cho ôn thi giữa kỳ lớp 9 không ạ? Các em có muốn nhận được cái tài liệu này không? Có muốn không nhỉ? Khó quá chị ơi, nhất là vần, đúng, vần rất khó. Thế thì các bạn sẽ thấy nhá, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều, chúng ta sẽ có rất nhiều ví nhận. Ví dụ, chị sẽ ví dụ này. Ví dụ, trong bài thơ Nỗi sầu oán của người cung nữ ấy, các bạn được học rồi đấy, thì có câu như thế này. Có câu như thế này nhá. Ví dụ cái câu bát này: chơi hoa cho giữa nhụy dần lại thôi. Đây là câu bát. Chơi hoa cho giữa nhụy dần lại thôi. Gì nữa? Có câu gì nữa? Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ. Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ. Gác thừa lương, gác
thừa lương, thức ngủ, thu phong. Đấy. Phòng tiêu, phòng tiêu. Lạnh ngắt, như đông. Gương loan bẻ giá, bẻ lự. Gương loan bẻ nửa, dài đồng xé đôi. Bắt đầu lại đến câu thất này. Chiều ủ rột, giấc mai khuya sớm. À vậy thì đây nhá, chị sẽ ký hiệu này. Đây là câu 7, à đây là câu 8. Đây là câu 7, đây là câu 7, đúng không ạ? Rồi, đây là câu 6, câu lục. Đấy, đây là câu gì nữa ạ? Đây là câu thất. À câu bát, và đây là câu 7. Được chưa? Thế thì bây giờ nhá, nhìn này. Chị sẽ phân tích cách gieo vần trong cái đoạn thơ này cho các bạn nhìn thấy nhá. Các bạn nhìn rõ vào cái đoạn thơ này, các bạn nhìn thấy vần lưng. Vần lưng ở trong câu thất đầu tiên các bạn sẽ thấy nó gieo vần là gì đây? Từ ngồi. Đây là vần lưng. Đúng không ạ? Đấy, câu thất thứ hai nó sẽ rơi ở từ ngủ. Đúng chưa? Rồi, tiếp đến câu gì nữa ạ? Câu bát có từ gì? Có từ đồng. Đúng không ạ? Ở câu bát thì có từ đồng. Đó. Tiếp, ở câu thất dưới có từ là từ mai. Đó, có từ mai. Đây là gì ạ? Đây là vần lưng. Các em nhớ nhá, đấy là vần lưng. Hãy nhớ vần lưng là vần gì? Gieo ở giữa câu. Đúng không ạ? Gieo ở giữa câu. Đó. Thế thì tiếp đến vần chân. Vần chân thì các bạn thấy là nó sẽ gieo ở cuối câu. Là thôi này, vũ này, phong này, rồi đông này. Đấy, đôi này. Nhá, đấy là vần chân. Các bạn nhớ vần chân là như vậy. Tiếp về cách hiệp vần. Bây giờ cách hiệp vần mới khó nhá. Cách hiệp vần này. Tiếng ngồi trong câu thất 1. À, tiếng ngồi trong câu thất 1. Đây, đây là từ ngồi này. Tiếng ngồi ở trong câu thất 1. Nó hiệp với từ gì ạ? Hiệp với từ gì ạ? Các bạn biết hiệp với cái gì không? Hiệp với tiếng thôi. Đấy, hiệp với tiếng thôi trong câu bát trên. Đấy, có nghĩa là đây là tiếng mấy ạ? Tiếng thứ 5 ở câu 7 dưới. Hiệp với tiếng làm sao? Tiếng thứ 8 của câu bát ngay trước nó. Tiếp, tiếng ngủ. Đây, đây là tiếng ngủ đây. Trong câu thất. Hiệp với tiếng vũ. Đấy, ngủ lại hiệp với vũ. Ở trong câu thất ngay trước nó. Đúng không? Câu thất ngay trước nó. Tiếp, tiếng đông. Từ đông. Đây là gì ạ? Đây là tiếng thứ 6 của câu lục. Đấy, hiệp vần với từ phong. Hiệp vần với tiếng thứ 7 của câu 7 trước nó. Đấy, hiệp với từ phong. Trong câu thất 2 này này. Tiếp, tiếng đồng, từ đồng. Đây, trong câu mấy ạ? À, trong câu thất, à trong câu bát. Hiệp vần với từ đông ở trong câu lục. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nhá. Và cuối cùng là tiếng mai trong câu thất dưới, hiệp vần với tiếng đôi ở trong câu bát. Đó, nhá. Được chưa nào? Đấy là về quy tắc hiệp vần. Các bạn phải nắm kỹ và học thuộc quy tắc hiệp vần thì các bạn áp vào trong câu thơ, trong bài thơ, các bạn sẽ chỉ ra được nó sẽ hiệp vần ở đâu, hiệp vần khi nào và cái nào nó sẽ hiệp với nhau. Đúng chưa? Đấy là về quy tắc hiệp vần nhá. Khó không? Khó. Thơ song thất lục bát có quy tắc hiệp vần các bạn rất khó nhớ. Thế nhưng bắt buộc chúng ta phải nhớ. Bởi vì sao? Đi thi người ta sẽ hỏi. Người ta sẽ hỏi là à vậy thì trong câu thơ trên em hãy chỉ ra những từ ngữ hiệp vần với nhau. Thế thì bây giờ nếu không nắm được quy tắc thì làm sao mà các bạn trả lời được? Đúng không?
không nắm được quy tắc thì rất khó để chúng ta có thể trả lời được là tiếng nào đang hiệp vần với từ nào. Nhá, được chưa? Rồi, nhất trí. Vậy thì đấy là về thơ song thất lục bát. Đấy là về thơ song thất lục bát. Các bạn còn phải quan tâm đến thanh điệu trong thơ song thất lục bát. Các bạn còn phải quan tâm đến nhịp trong thơ song thất lục bát nữa cơ. Chứ đâu phải đơn giản. Đâu phải đơn giản, đúng không? Rồi, và đấy là về thơ song thất lục bát. Vậy thì nếu các bạn cần có tài liệu liên quan đến phần thơ này, tài liệu chi tiết, thì các em có thể nhắn tin về bếp nhá. Các em có thể nhắn tin về bếp. Và mọi cái tài liệu cũng như là gì ạ, mọi cái sự hướng dẫn kỹ càng sẽ được học ở trong gì, khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên. Các bạn có thể tham khảo khóa học này để chúng mình có thể nâng cao hơn cái khả năng nhận biết, cái phần đọc hiểu của mình, những cái kiến thức liên quan đến thể loại, những cái kiến thức để giúp các bạn đọc hiểu thể loại cũng như là viết văn trong cái quãng thời gian sắp tới, là quãng thời gian các bạn ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ môn văn lớp 9. Được chưa nào? Đó, thì link đăng ký khóa học chị đã để ngay ở dưới phần comment rồi, các em có thể xem và theo dõi nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì ngày hôm nay, buổi học ngày hôm nay chị mới lên đây để định hướng cho các bạn một phần nội dung trong ôn thi giữa kỳ văn 9, đó chính là về thơ và thơ song thất lục bát thôi. Chúng ta vẫn còn về gì ạ? Mảng kiến thức liên quan đến chuyện thơ nôm. Đúng không? Các bạn vẫn còn có mảng kiến thức liên quan đến chuyện thơ nôm, liên quan đến văn bản thông tin. Đây là những cái kiến thức liên quan đến thể loại. Rồi các bạn còn phải quan tâm đến những kiến thức đến tiếng Việt như là gì? Chữ nôm và chữ quốc ngữ, rồi lời đối thoại và lời độc thoại, điển tích điển cố, hay là nghĩa và cách dùng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế. Đấy là những phần tiếng Việt mà các bạn phải quan tâm. Và hãy nhớ có 3 dạng bài viết trọng tâm trong quá trình mà các bạn ôn thi. Đó chính là dạng đầu tiên là phân tích một tác phẩm thơ. Dạng thứ hai là dạng phân tích một đoạn trích tác phẩm văn học. Và dạng thứ ba là dạng văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Các bạn cần phải lưu ý đối với các bạn đang học bộ sách gì ạ? Bộ sách Cảnh Diều. Các em nhớ, đối với các bạn đang học bộ sách Cảnh Diều, các bạn phải lưu tâm cho chị vào những vùng kiến thức như vậy để chúng ta có thể có cái kế hoạch ôn thi thật tốt, đúng không ạ? Nhớ. Và các bạn ạ, hiện tại thì ở trong khóa văn VIP cũng đang trong thời gian ôn thi giữa kỳ cho các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến khóa học văn VIP của Học Văn Chị Hiên, đây là một khóa học ôn thi cho các bạn đến khi thi vào 10 luôn ạ. Đó, đến khi mà các bạn thi vào 10 luôn. Thế cho nên những bạn nào mà bây giờ vẫn còn đang cảm thấy là mình rất là khó trong việc tiếp cận môn văn trong chương trình mới, rồi mình rất khó xử lý các dạng bài viết ở trong chương trình mới, thì các em có thể tham khảo khóa học của Học Văn Chị Hiên các em nhé. Đó, và mỗi khóa học thì đều có phần gì ạ? Đều có phần học thử miễn phí. Các bạn cứ yên tâm, các bạn học thử miễn phí xong, các bạn sẽ quyết định là mình có đăng ký khóa học hay không, đúng không nào? Nhá, rồi, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp này tại đây. Và buổi hôm sau thì chị và các bạn sẽ cùng nhau gặp lại để định hướng về phần viết. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta mới học được một phần thôi, đó chính là phần tri thức ngữ văn. Đúng không ạ? Phần tri thức ngữ văn, tri thức đọc hiểu thể loại liên quan đến thể thơ song thất lục bát. Chúng ta vẫn còn những tri thức thể loại liên quan đến chuyện thơ nôm, liên quan đến văn bản thông tin và các dạng bài viết và cách thức để triển khai những dạng bài viết ấy như thế nào. Thì chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp lần sau các em nhé. Rồi, có lẽ là bây giờ chị sẽ dành thời gian để cho các bạn nghỉ ngơi và ăn cơm, rồi có khoảng thời gian trò chuyện bên gia đình và chuẩn bị bài mới để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một tuần mới với những cái khởi đầu thật là thuận lợi các em nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều vì ngày hôm nay đã vào đây và học cùng với chị. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp lần sau nha. Bye bye!